Lần trước mình review cho các bạn những cái mẫu TV của LG hay là Samsung có kích thước màn hình là 65 inch và thậm chí là không có Android TV, nó chỉ có Smart TV mà thôi. Nhưng mà mức giá tầm khoảng hơn 30 triệu. Các bạn chê là, ui dồi ôi đắt quá, công nhận đắt thật. Thế thôi, hôm nay bù lại cho anh em những cái việc đó thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một mẫu TV có thể nói là cực kỳ tốt ở trong cái tầm giá khoảng trên 20 triệu. Đây là mẫu TV Xiaomi S75. Và ngay từ cái tên gọi là các bạn đã có thể thấy là cái mẫu TV này nó có kích thước màn hình lên tới là gì ạ? 75 inch. Nhưng vẫn chưa hết đâu. Cái mẫu TV này ngoài cái kích thước màn hình nó lớn như thế ra, độ phân giải màn hình là 4K, thì cái tần số quét của nó, các bạn biết là bao nhiêu không ạ? 90Hz đúng không? Ui dồi không phải đâu, 120Hz đúng không? Ui dồi lại càng không phải, 144Hz. Trời ơi, 144Hz cho một cái mẫu TV giá như vậy thì các bạn cảm thấy sao ạ? Tất nhiên tần số quét càng cao thì cái trải nghiệm xem TV nó sẽ càng mượt mà hơn. Lát nữa thôi thì mình sẽ nói là nó sẽ mượt mà trong những cái tình huống như thế nào nhá. Tiếp tục nữa nào. Cái mẫu TV này thì cái phần RAM ROM của nó khá là thoải mái. RAM 3, bộ nhớ trong là 32. Như thế này là thoải mái đối với cả một cái mẫu TV rồi. Và với bộ nhớ trong như thế thì chúng ta có thể download được rất là nhiều các cái ứng dụng về đây. Thậm chí là các bạn có thể chơi game được ở trên này. Các bạn nghe không nhầm đâu, chơi game được ở trên TV. Và chơi game là chơi game mượt luôn đấy nhá, chứ không phải chơi vớ vẩn linh tinh ba lăng nhăng đâu. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với từng phần của cái mẫu TV Xiaomi S75 này nhá. Đầu tiên là về phần thiết kế. Thì thực sự là những cái mẫu TV của Xiaomi mình thấy có một cái điểm chung, đấy là viền màn hình làm rất mỏng luôn. Và với kích thước màn hình càng lớn thì khi các bạn nhìn vào cái mẫu TV này, chúng ta sẽ cảm tưởng nó như kiểu là chúng ta nhìn thấy một cái tấm kính ấy, trông nó rất là đẹp. Và với cái thiết kế như thế này thì khi bạn để ở ngoài phòng khách ấy, thì nó sẽ trông giống như là một cái vật trang trí cho phòng khách của các bạn, trông nó đẹp hơn đúng không nào. Chân đế các thứ thì rất là chắc chắn. Tiếp tục nữa chúng ta sẽ nói về phần màn hình thì sao. Với kích thước màn hình là khoảng 75 inch thì nó sẽ khá là thoải mái cho một phòng khách, mình nghĩ là cỡ rộng tầm khoảng 67m², chúng ta vẫn có thể để được cái mẫu TV này. Và tất nhiên với một cái kích thước màn hình nó lớn như này thì theo mình là các bạn nên ngồi với khoảng cách cỡ tầm khoảng 3m trở lên. Đấy thì nhìn nó đỡ hại mắt, chứ nếu mà chúng ta ngồi gần quá thì nó sẽ hại mắt. Mình nói thật với các bạn chứ phòng khách nhà mình mà to này, thôi là mình cũng lấy cái mẫu này đấy. Chứ phòng khách nhà mình là hơi bé nên là mình phải dùng cái mẫu bé hơn là mẫu 65 inch, chứ nếu không là mẫu 75 inch này cũng khá là hợp lý đấy. Với cái kích thước màn hình lớn như này thì rõ ràng là với việc là các bạn xem phim này, các bạn xem kênh YouTube Dương Dê này, hay là các bạn xem bóng đá là quá thoải mái luôn, đúng nào. Và đặc biệt là thời gian sắp tới thì cũng chỉ còn một vài tháng nữa thôi là giải bóng đá ngoại hạng Anh sẽ quay trở lại, và lúc đó thì quá hợp lý với một cái mẫu TV nó to như này. Và với cái kích thước màn hình 4K thì nhiều bạn hỏi là úi dồi ôi, TV của em chỉ có 40 mấy inch thôi, màn hình cũng là 4K, TV này lên tới là 75 inch mà màn hình cũng chỉ là 4K, thế thì vậy nó có dỗ hay không? Câu trả lời vừa có mà lại vừa không. Có dỗ ở đây là gì? Đấy là nếu mà các bạn đứng ở cái khoảng cách nó rất gần như mình như này thì chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy ra điểm dỗ rồi. Nhưng mà mình nói thật chứ, như ở đầu video mình đã nói, với những cái mẫu TV mà nó kích thước lớn như này thì chúng ta phải ngồi rất là xa, cỡ tầm khoảng 3m trở lên, thì chắc chắn là bạn sẽ không nhìn thấy ra một cái điểm dỗ nào ở trên cái màn hình này đâu. Đấy. Và cái độ phân giải 4K là đủ sắc nét đối với cả cái màn hình này rồi. Thoạt nhìn qua thì mình còn tưởng là cái mẫu TV này sở hữu màn hình OLED cơ, bởi vì cái độ sáng nó rất là cao và độ tương phản nó khá tốt. Thậm chí là những cái màu đen mà mình nhìn là nó không bị gọi là quá bị thành màu xám đâu. Đấy. Và với cái màn hình như thế này, các bạn biết là màn hình gì không ạ? Nó chỉ là IPS LCD mà thôi, chứ không phải là AMOLED. Nhưng rõ ràng với một cái độ sáng như này là quá thoải mái cho chúng ta. Các bạn nhìn này, bây giờ mình đang quay ở bên trong phòng, những cái bóng đèn softbox hay là những bóng đèn Kino cực kỳ sáng đang chiếu vào đây, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rất là rõ. Tiếp tục nữa, với cái màn hình tần số quét rất cao lên tới là 144Hz, kèm theo đó là rất nhiều những công nghệ, ví dụ như là FreeSync này, hay là bù chuyển động MMC này, thì chúng ta sẽ xem các cái nội dung, ví dụ như là đua F1 chẳng hạn, rất mượt mà. Chúng ta sẽ chơi game các thứ, cảm thấy là cái màn hình này nó sẽ rất là mượt. Đấy là cái tác dụng của cái màn hình tần số quét cao cũng như là các cái công nghệ bổ trợ đi kèm. Ngoài ra nữa thì cái mẫu TV này còn có cả HDR10+ nữa. Đấy, nó sẽ giúp cho các cái mảng màu tách bạch một cách rõ ràng hơn khi chúng ta xem phim. Thì đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy ưng ý. Tiếp tục nữa nào, về cái phần loa thì sao?
loa của cái mẫu TV này thì chúng ta sẽ có hai loa, công suất mỗi loa sẽ là 12,5W, như vậy tổng công suất sẽ là 25W. 25W là đủ để mình có thể nghe ở bên trong phòng khách được rồi. Thực ra là với cái TV này mình chỉ cần bật lên mức âm lượng tầm khoảng 50 thôi là mình đã nghe cảm thấy khá to rồi. Còn tất nhiên nếu các bạn muốn nghe hay hơn ấy, thì theo mình các bạn nên đầu tư thêm những cái bộ loa Shure 3 hoặc là những cái bộ loa thùng, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm âm thanh được là tốt nhất. Được cái là cái mẫu TV này nó có hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Atmos, và với cái công nghệ âm thanh đó thì rõ ràng là khi chúng ta kết nối với các thiết bị ở bên ngoài ấy, thì nó sẽ cho những cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn so với việc là chúng ta sử dụng loa gốc. Nhưng mà nói gì nói, loa gốc để mà xem thời sự hay là xem bóng đá hay các thứ thì nó cũng đã quá ok rồi. Chẳng qua là nếu anh em nào mà muốn xem phim phải sống động hay là muốn phải nghe nhạc phải hay ấy, thì chúng ta mới nên đầu tư thêm các cái bộ loa Shure 3 hay là những cái bộ loa thùng thôi. Về các cái cổng kết nối đây thì bạn cũng có thể nhìn thấy là nó cũng khá là đầy đủ đây. Thậm chí là có tới 3 cổng HDMI này, có cổng AV, VGA. Đấy, đầy đủ hết các cái cổng cho các bạn. Và tất nhiên sẽ có cả những cái cổng để các bạn có thể cắm USB vào. Để làm gì ạ? Để có thể xem phim qua USB này, hay là chúng ta có thể kết nối với cả chuột hoặc là bàn phím chẳng hạn. Đấy, để cho nó tiện hơn. Đấy, mình thì mình sẽ sử dụng một cổng để mà có thể sử dụng thêm những cái điều khiển chuột bay ở bên ngoài. Còn về cái điều khiển của cái mẫu TV này thì mình thấy là điều khiển này rất là đơn giản các bạn nhé. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh cực kỳ dễ dàng, và thậm chí là người già hoặc là trẻ nhỏ cũng có thể sử dụng cái điều khiển này được. Và rõ ràng đây sẽ là điều khiển Bluetooth chứ không phải là điều khiển hồng ngoại. Nghĩa là các bạn có thể chỉ ra bất kỳ nơi đâu mà cái điều khiển này vẫn có thể điều khiển được, chứ không nhất thiết phải chỉ thẳng vào TV đâu. Đấy. Và các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn là bây giờ với TV Xiaomi Hà Nội thì họ đã có một cái bản ROM rất là ngon cho chúng ta. Bản ROM này cực kỳ tiện. Đây các bạn có thể nhìn thấy này, đầu tiên là bản ROM này sẽ có tiếng Việt. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa, đấy là cái bản ROM này thì bên TV Xiaomi Hà Nội họ đã lôi hết những cái kênh mà chúng ta hay xem ra, ví dụ như là VTV1, VTV2, VTV3 này. Đấy các thứ này, lôi thẳng ra ngoài này để chúng ta chỉ việc kích vào là chúng ta đã có thể xem được luôn. Đấy, thôi mình thoát ra ngoài nhé cho đỡ bị dính bản quyền, được chưa ạ? Thì đấy là cái điểm mà mình cảm thấy rất là tiện. Và chú ý nhé, cái xem VTV này này là sẽ xem qua cái ứng dụng DLTV, và ứng dụng này chúng ta sẽ xem hoàn toàn miễn phí. Nhắc lại một lần nữa là miễn phí những cái kênh như thế này. Đấy, bình thường là ví dụ như là nếu mà các bạn dùng MyTV hay các bạn dùng FPT Play thì cái một tháng cũng phải trả thêm mấy chục nghìn nếu mà muốn xem những kênh như vậy. Đấy, nhưng mà ở đây là sẽ được miễn phí luôn, và lôi thẳng ra ngoài như này thì nó rất là nhanh, thực sự nó rất là nhanh. Đấy, và với cái cấu hình RAM 3, bộ nhớ trong 32 thì nó cũng sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm là cực kỳ mượt mà. Còn tất nhiên một số những tồn tại đối với bản ROM tùy biến, ví dụ như là khi mà chúng ta vào trong cái phần cài đặt như này thì nó vẫn đang có là tiếng Anh chứ lại không phải là tiếng Việt, hay là màn hình chờ thì cái thời gian của nó sẽ để là thời gian của Trung Quốc, nhưng mình nghĩ là cái điều đó nó không quá quan trọng, mà quan trọng nhất là cái giao diện màn hình chính như này sử dụng nó sẽ rất là tiện lợi, rất là dễ dàng. À còn Android sử dụng sẽ là Android 11 nhé các bạn nhé, cũng rất là mới ở thời điểm hiện tại nếu mà xét ở trên tham chiếu là một cái mẫu Android TV. Và tất nhiên đối với một mẫu TV mà đã có sẵn Android TV như này thì hiển nhiên chúng ta sẽ có nhận diện giọng nói bằng tiếng Việt Google Assistant rồi. Ví dụ như thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Rất nhanh luôn đúng không nào? Tất nhiên đây là độ F chứ không phải độ C nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể quy đổi được một cách rất là dễ dàng. Hay như mở YouTube. Rất nhanh luôn các bạn ạ. Đúng là với cái cấu hình này mở tí này lên rồi đúng không nào? Hay như mở kênh YouTube Dương Dê. Các bạn thấy không ạ? Ok chứ. Với một cái số tiền rất là cao, cỡ tầm khoảng 30 triệu chúng ta chỉ mua được những cái TV đến từ những thương hiệu như kiểu là Samsung hay LG, thậm chí là không có Android TV mà chỉ có Smart TV thôi. Nhưng với mức giá khoảng hơn 20 triệu tại TV Xiaomi Hà Nội là chúng ta đã có thể mua được một cái mẫu TV 75 inch 4K 144Hz có Android TV và RAM ROM rất thoải mái. Thì bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Tất cả thông tin về giá bán cũng như là các cái khuyến mại đi kèm của cái mẫu TV này như nào mình đã để ở phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Các bạn có thể kích trực tiếp vào đó để có được mức giá tốt nhất. Và chú ý, chỉ có kích vào đó thôi thì các bạn mới đến đúng cái địa chỉ của TV Xiaomi Hà Nội là địa chỉ chính xác. Chứ không, bây giờ trên mạng cũng có nhiều những cái đơn vị lập ra những cái fanpage giả mạo là rất là nguy hiểm. Đấy, thì anh em cần phải chú ý điều này. Và có thêm một cái nữa mà mình nghĩ là cực kỳ hay, đấy là cái mẫu TV này sẽ được một đổi một trong vòng 15 tháng nhé.
Các bạn nghe không nhầm đâu, đây là một đổi một, nghĩa là lỗi là đổi chứ không có sửa xiết gì cả. Chúng ta cảm thấy lỗi phát đến đổi lấy một cái TV mới luôn. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.